tảng đá nhìn xuống đây ghê. Đây là bố đang quay phim. Quay phim à? Con đi ra chỗ này, nếu mà con nhìn trên núi con vẫn nhìn thấy sao mà nhà bà nội. Nhà bà nội có một cái lá cờ cao ở trên. Mà ví dụ mà xe mà mới tập xe leo cái đèo này gọi là luyện công, gọi là luyện công. Luyện công lên cái đèo này đúng không bố? Nó chưa dài này này. Ừ. Em lên suốt. À thế. Mà rất là mừng nhà bà ngoại và nhà bà nội. Quay thật lâu. Nó quen như nào mà thấy vợ đi đâu? À. Làm công ty à? Vừa làm công ty mới quen từ ngày xưa ấy. Ngày xưa từ lúc về. Từ lúc về á. Thì làm công ty thôi. Đi vợ sang, đi cháu Cường. Đi vợ tận Quảng Trị. Ui dồi ôi. Tôi nghĩ rộ vẫn còn gần đúng không? Nghĩ rộ gần chắc. Chị gần 1000 cây, 900 mấy. Không lên thì sợ cái bác lái tài xế mà không lên được đèo cơ. Ai ngờ bác giỏi bác không lên được. Muốn cởi áo ra cho mát con. Không, nó đang thấy rất là mát. Bác xin từ bên đi xa hả? Từ dưới ấy lên, từ Hà Nội lên. Đường Sơn La mình xấu thì thành ra các tỉnh khác thì được đẹp rồi. Đi Yên Bái thì Phú Thọ thì được. Anh nghĩ bà tướng quá. Về nhà đấy, họ gần đấy. Nói bảo tại sao bác tài xế lại biết nhà mình có cơ bác chứ. Biết cả hố đấy. Họ hàng đấy. Hóa mùng 37 sao hay mùng 4. Tuổi hơn mà chú này gọi bằng anh đấy. Đúng rồi. Bốn này bận chỗ già. Một người mới đi. Ba trăm một tháng luôn nhỉ? Con là triển vọng nó bấy nữa, nó không cho đi xe à? Không đi sẽ giảm cho nó an toàn. Với mình chẳng qua đi học thôi, tiền học của tiền taxi nó đắt quá rồi chị.
300 một tháng, 10.000 một lượt đi một lượt về có 5.000, quá rẻ. Ở dưới bị đắt lắm, 3 triệu đấy. Ở đây như thế này đi cho nó lạnh, ăn quả. Mưa gió chả lo. Ê, chả lo. Mà mình chả chỉ cho con ăn với mặc thôi, chả lo đưa đón. Đến giờ mới đến rồi. Cho cả là đi tham quan du lịch thì được tính cho 10.000 đi.